Rồi hả con? Rồi. Ngày mai cô gửi thêm bồi dưỡng cho nha. À con ơi, con nhớ xong việc á, con lấy lại cái đó cho cô nha. Nó mắc tiền lắm đó con. Rồi, cô cảm ơn con. Này bà. Ôi nó thổi chứ. Tối rồi, bà không về nhà đi. Còn đứng đây rình mò ai? Rình mò mò cái gì? Tôi đứng đây cho gần con tôi. Anh á, anh không muốn gặp con, nhưng mà tôi muốn gặp con. Anh đâu có thương con anh đâu. Con tôi mà có cái chuyện gì á là tôi không tha cho anh đâu. Ờ hay. Thế con bà thì không phải con tôi. Nhưng mà anh không mang nặng đẻ đau, con có 9 tháng 10 ngày trong bụng vậy á, nên anh không biết thương con. Thôi được rồi, bà đừng có trách móc tôi ở những chỗ như thế này đi. Bà đến đây làm gì? Tôi đến đây làm gì kệ tôi. Thế bà muốn sao? Tôi muốn anh xin lỗi tôi đó. Ủa? Tôi có sai gì đâu, tôi có lỗi gì với bà đâu. Sao tôi phải xin lỗi bà? Không muốn xin lỗi thì đi về đi. Tôi nói cho anh biết, anh không muốn nhìn mặt con thì tôi cũng không muốn nhìn thấy mặt anh. Anh đi về nhà đi, tự soi gương nhìn mặt mình đi. Thôi được rồi, tôi xin lỗi bà. Nè, đứng đây làm gì à? Nhớ con, đến nhìn con chứ làm gì. Tôi nhờ con bé làm chung với con mình trong quán á, gắn cái thiết bị nghe lén để theo dõi cuộc sống hàng ngày của con, coi nó ăn sao, ở sao, sống sao, đối đáp với mọi người sao, rồi có ai ăn hiếp nó không, rồi lỡ nó gặp nguy hiểm mà có chuyện gì á, nhảy vô bảo vệ nó liền. Thế nè, con giữ cái nghe đi. Công nhận bạn ghê gớm ha. Chứ gì, đàn ông các anh á lúc nào cũng ồn ào nóng nảy ào ào, không có hiểu gì phụ nữ, không hiểu gì con cái. Được rồi, nghe này nghe. Anh về đi chơi với chị Phúc à? Đúng rồi, hâm nóng lại tình yêu chút chứ, bữa giờ có gặp nhau đâu. À, mà chúc chị Tiên đến, em tự nói chuyện nghe, nhắm có ổn không cưng? Anh yên tâm, em biết cách xử lý mà. Ai, chị Tiên là khách VIP, vừa là nhà đầu tư của quán mình đó, xử lý sao cho coi được à nghe. Chút nữa con mình nó gặp chủ quán chắc đẹp như tiên đó. Cẩn thận. Bà bị làm sao? Ù tai à? Bà chủ quán nó tên Tiên. Ông bị ù tai à? Làm gì hết to thế? Là nước của cô đây ạ. Hả? Cái gì? Cô à, đừng có kêu cô. Trời sợ cái từ cô lắm. Kêu bằng chị. Chị à. Chị à, đúng rồi. Biết sao không? Đàn bà con gái phụ nữ ai cũng ghét cái chữ cô hết á. Tại vì cô nó làm cho người ta già đi, xấu đi á. Cho nên mình phải kêu bằng chị, đó là phép lịch sự ha. 80 tuổi mình cũng kêu bằng chị, 50 tuổi cũng kêu bằng chị ha. Hiểu mà. Chị Tiên cũng như là người nhà đối với bọn em mà. Trời ơi, cái miệng nói chuyện dẻo quá à. Trời ơi, đàn ông trai nói chuyện vậy á, chết hết mấy đứa con gái luôn á. Nói nghe nè, hỏi mới là mấy người á lặng đi đâu sâu dữ vậy. Trời ơi, tôi kiếm quá trời luôn á. Tôi gọi điện nè, tôi nhắn tin nè, tôi chạy đi kiếm vòng vòng luôn cũng không gặp á, liên lạc không được. Tôi gọi cho quản lý á, tưởng mấy người nghỉ việc luôn rồi đó. Bộ bận lắm hả? Không phải đâu. Chứ sao? Tại vì là em cảm thấy như mình đang lợi dụng chị. Là sao? Chị cũng biết là em với chị cũng khá là thân thiết, và em coi chị như là người nhà của em. Ừ. Và chị em mình thì cũng hay gọi điện tâm sự, nhắn tin. Ừ. Nhưng mà càng như vậy thì chị là càng tốt với em quá. Thì bình thường mà, tôi tốt mà. Công việc của em thì rất là thuận lợi. Ông chủ thì tăng lương cho em, rồi sắp xếp cho em vừa đi học vừa đi làm. Ừ. Nhưng mà bây giờ lại chị
Chị cũng muốn là book show cho em rồi lại trả tiền học nhạc cho em nữa. À đúng rồi. Ủa sao vậy? Có gì đâu, tôi thấy mấy chuyện này là tôi làm tốt cho mấy người, tôi giúp cho mấy người. Mà tất cả những chuyện tôi làm á, tất cả những chuyện tôi làm, hiểu không? Em hiểu không? Em hiểu cái vấn đề đó không? Em hiểu ạ. Em hiểu. Nhưng mà cũng chính vì em hiểu nên em mới phải nói cho chị. Chị đã từng nói với em rằng từ khi chị ly dị chồng, có rất nhiều người đàn ông tìm đến chị. Nhưng mà chị không muốn cho họ cơ hội, vì thương đứa con của mình mà, đúng không? Thì đúng. Nhưng mà nó đúng với những người khác, còn với em nó khác. Nó khác, em hiểu không? Em hiểu không? Con gái chị 17 tuổi. Rồi sao? Em 20 tuổi. Nếu em và chị đến với nhau, chị nghĩ bạn sẽ nghĩ sao? Ok. Ok. Nếu em nói như vậy thì chị sẽ cân nhắc lại. Ok, chị sẽ cân nhắc lại cái vấn đề này. Cảm ơn em. Nếu mà không còn vấn đề gì thì em xin phép đi phục vụ bạn khác ạ. Mình ơi, vậy là vợ chồng mình lo lắng quá rồi. Con trai của mình nó trưởng thành, nó chín chắn hơn mình nghĩ đó. Thôi đừng có lo nữa, để con tự do đi. Không được. Đối với cha mẹ nào cũng thế, con cái luôn luôn nhỏ bé khờ dại và cần được cha mẹ bao bọc. Nữa hả? Chứ sao, tôi nói không đúng hả? Đúng. Lâu dữ rồi chị. Chị có biết đâu, con nói đi xuống dưới chỉnh nhạc, làm như nó ngủ rồi hay sao á. Yeah. Yeah. Nghe đi. Trời ơi. Yeah nào. Yeah. Ừ, đi. Chú Dượng ơi. Thôi nữa thế hả? Sao bữa nay chú mở nhạc kỳ vậy chú? Con đang đọc sách mà chú mở vậy rồi sao không đọc được? Thì có sao đâu. Nhạc là nhạc, sách là sách, đâu có ảnh hưởng gì đến nhau. Như nhau cả mà. Sao mà như nhau được chú? Nhạc vui vui thì con còn đọc bình thường được. Còn nhạc kiểu này chẳng lẽ con vừa như thế này rồi vừa đọc à? Chú đọc thử coi. Thì đúng là chữ nghĩa có hơi nhảy múa tí, nhưng mà cũng đọc được mà. Thôi thông cảm nhé. Cái này phải chiều khách, khách hàng là thượng đế, tất cả là vì doanh thu của quán, chịu khó giùm chú nhá. Nhưng mà là ai yêu cầu ạ? Biết. Thì ra là ba con cào cào này đó hả? Nè, ba con cào cào kia. Ê, chú nói không nghe hả? Chú ơi, tắt nhạc giùm con đi chú. Ê, nhạc đang sung tự nhiên tắt nhạc của tụi tôi á. Mấy người mở nhạc kiểu gì vậy hả? Cái này là cà phê để đọc sách, không có phải là cà phê để nhảy. Không thấy tôi đang đọc sách hả? Gật gù nãy giờ, đỡ mày khổ rồi. Tự nhiên tắt nhạc hả? Ủa, mà tự nhiên làm gì la lối ôm sầm qua đây vậy? Bà còn quay lại hỏi ngược tôi nữa hả? Tôi đã nói rồi, đây là cà phê để đọc sách, không có phải là cà phê để nhảy. Ủa, ở trong đây có cái luật là đọc sách là phải mở nhạc êm dịu cho bà hả? Quẩy lên. Đúng rồi. Ôi giời, cãi nhau ồn ào quá. Mà chú thấy là nó cũng nói cũng hơi đúng á. Đúng là chú đọc biết bao nhiêu cuốn sách trên đời, bao nhiêu cái luật ở trên đời này, đâu có cái quy định nào là phải mở nhạc nào để đọc sách nào đâu. Nhưng mà chịu khó đi nha, chiều nó tí đi nha. Chú ơi, cô chịu khó đi nha, một người vì mọi người. Nè, mấy người muốn kiếm chuyện đúng không? Ai làm gì đâu. Thôi được rồi, chung là bà muốn đổi nhạc đúng không? Vậy thì tôi xuống đổi nhạc cho bà. Không mắc công có người nói ỷ đông ăn hiếp yếu ha. Uống nước đi chị. Dạ.
gì nữa vậy trời? Ê, mấy người muốn kiếm chuyện đúng không? Đâu có đâu. Này ông ơi, kiếm chuyện nha. Chứ ba bảo là nhạc em dịu mà. Tôi nói nhạc em dịu không có nghĩa là nhạc thê thảm như thế này. Ê, phải ba vừa đổi nhạc đúng không? Tự nhiên nhạc đang hay, tự nhiên lại đổi với tụi tôi ạ? Nhạc là của nhạc sĩ, nhạc nào của mấy người? Hả? Đây là quán cà phê yên tĩnh, phải mở nhạc du dương như vậy thì mới thích hợp để đọc sách chứ. Candy. Dạ. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 7 tuổi. 7 tuổi là chưa có đủ để nghe nhạc này mà. Mà tôi đủ tuổi rồi nè, tôi được nghe nhạc này chưa? Hả? Nhưng mà Candy thì không. Vậy thì nếu mà chị không thích thì em bịt lỗ tai lại. Hay là bây giờ ông muốn tôi gọi cho chú Nguyên với lại dì Linh hỏi xem là Candy có thích hợp để nghe nhạc này không ha? À, mà nghe nói là ba người mới vừa thành lập hội ba con cào cào đúng không? Thì sao? Tính ỷ đông hiếp yếu hả? Đừng có mơ. Đào đào, từ bây giờ chúng ta sẽ thành một hội. Chúng ta phải biết đoàn kết thì mới chống lại hội này được. Ok, vậy từ nay tụi mình thành một đội nha. Có điều là mấy đứa này nó lập thành hội ba con cào cào. Vậy tụi mình lập thành hội gì bây giờ? Thành hội song nữ diệt trừ sâu bọ chứ gì nữa. Để rồi coi. Đi Candy. Dạ. Đáng ghét thiệt. Có điều tôi thấy á, cái nhóm đó đông như vậy rồi sao tụi mình diệt được? Sao lại không? Cứ chờ mà xem. Xin chào mọi người, mình tên là Trần Vương Anh. Hãy tìm mình ở trên Stick Couple nhé.